Có lẽ khi nhìn những hình ảnh vừa xong thì các bạn sẽ nghĩ rằng nó được quay từ một chiếc camera hành trình rất là xịn. Tuy nhiên, cái cam mà mình sử dụng chỉ có giá chưa tới 2 triệu đồng. Đợt vừa rồi thì cái camera hành trình cũ của mình nó bị chập chờn, lúc nhận thẻ lúc không, và cái chất lượng hình ảnh nó cũng không còn được sắc nét như ban đầu nữa. Vậy nên mình đã quyết định tìm một cái mới để thay thế. Và đây là cái hộp của em nó nhá. Thì các bạn có thể nhìn thấy đằng trước này, nó có hình ảnh của cái cam trước cam sau. Ở góc đây thì nó ghi rõ là có cái GPS đây. Đằng hông đây thì nó ghi cái công nghệ NAND Flash này. Bên đây thì có sử dụng cái siêu tụ điện, và cái việc đó là nó có thể theo dõi cái xe của chúng ta 24/24 giờ trong cái chế độ đỗ xe. Ở trong đây thì nó sẽ có hai cái hộp, một cái thì là để đựng cái cam trước, đây thì cái hộp to để đựng cam trước, và một cái hộp nhỏ này đựng cái cam sau. Đầu tiên thì chúng ta hãy tìm cái vị trí thích hợp để chúng ta dán cái miếng keo này lên kính lái nha các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tháo cái phần đế này ra khỏi cái cam chính để lắp đặt cho nó dễ này. Tiếp theo thì các bạn hãy lột cho mình cái miếng băng keo 3M, cái phần đỏ đỏ ra. Đấy, lột cái phần đỏ đỏ ra. Thì các bạn lưu ý là chúng ta phải lắp đúng chiều nhá. Và cái keo 3M này nó cực kỳ là chắc, nên là khi mà lắp thì chúng ta nhớ căn cho nó chuẩn vị trí, để không cái việc mà chúng ta chỉnh lại vị trí nó rất là phiền phức. Đấy, ở trên này nó có một cái khung để cho chúng ta là căn vị trí cho nó chuẩn nhá. Ở trên cái miếng băng keo ấy có một khung đấy. Các bạn ấn chặt vào như này là xong này. Ấn vào như này. Tiếp theo thì bạn hãy gá cái cam chính này lên cái phần đế nhá. Bây giờ là sẽ đến với cái phần quan trọng là đi dây nguồn làm sao cho nó gọn gàng để nó đỡ cản tầm nhìn chúng ta khi mà chúng ta lái xe. Thì tùy thuộc vào từng cái vị trí ở trên xe để chúng ta đi dây làm sao cho nó gọn gàng để khi mà chúng ta lái xe nó đỡ bị hạn chế tầm nhìn của chúng ta nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cuốn một vòng ở đây này để cho cái dây nó cố định ở đây nhé. Đấy, các bạn cuốn một vòng quay gương này để cho cái dây nó chắc, nó không bị lung lay. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái dây vào những cái kẽ hở như này. Thì có thể cái xe của mình nó sẽ có những cái kẽ để chúng ta có thể đi dây lên đây. Còn cái xe của các bạn thì nó sẽ có thể có những cái khác, thì các bạn tùy thuộc vào xe theo cái xe nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái cây này để chúng ta luồn cái dây này vào trong. Đấy, sau đó thì mình sẽ đi dọc theo cột A của xe để đi xuống dưới cái khu vực tổ sạc. Sau khi đã lắp xong cái cam ở phía trước thì bây giờ chúng ta sẽ đi lắp cái cam sau nhé các bạn nhé. Thì các bạn chú ý, ở cái cam sau nó có một cái mũi tên đây, ký hiệu là hướng đi lên nhá. Thì chúng ta nhớ lắp đúng chiều nhé các bạn nhé. Tại vì là cái cam này nó chỉ có cái miếng dán 3M để gắn trực tiếp vào kính thôi. Nếu mà chúng ta lắp sai ấy, thì cái việc gỡ ra nó rất là phiền phức và tẩy keo này đi rất là khó. Chứ nó không giống như cái cam trước này, nó có một cái miếng để can để chúng ta dán lên nhá. Hãy căn làm sao để cái vị trí mà các bạn cảm thấy là thuận tiện nhất. Còn nếu mà không thì chúng ta cứ dán vào giữa cái kính. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành đi cái dây này. Ở cái cam sau thì có một cái lưu ý, nếu các bạn lắp trên những cái xe giống cái xe của mình ấy, là cái cúp đằng sau nó nhấc lên phía trên như thế này, thì các bạn nhớ chừa lại một cái khoảng dây để khi mà mở nắp cốp thì cái dây nó không bị cấn và nó không làm ảnh hưởng đến cái cam. Còn nếu mà các bạn lắp trên những cái xe sedan giống kiểu Vios hay là VinFast, Lagoda các thứ ấy, thì các bạn cứ đi dây cố định làm sao cho nó thật gọn gàng và thật đẹp mắt nhất có thể nhá. Sau khi đã đi dây xong về phía đằng trước thì các bạn cũng cuốn một vòng ở trên cái gương này để cho cái dây nó chắc chắn. Sau đó các bạn sẽ thấy bên cái rắc nguồn đây nó có một cái lỗ để chúng ta gắn cái rắc bên này vào. Đấy, như thế này là chúng ta đã hoàn thiện cái việc lắp đặt và đi dây cho cái cam hành trình DDPI Z40. Bây giờ thì chỉ cần nổ máy xe lên là các bạn sẽ thấy này, cái cam của chúng ta đã bắt đầu được khởi động nhá, và có cái logo là DDPI ở đây. Đó, các bạn sẽ thấy này. Đấy, có cái tiếng. Và trên đây thì nó sẽ xuất hiện cái thông báo để chúng ta là căn chỉnh cái cam này sao cho nó chuẩn nhá. Thì ở cái vạch ngang, tức là horizon, tức là đường chân trời đấy, thì chúng ta sẽ vặn cái cam này làm sao để cho nó xuống cái đúng cái đường chân trời. Đấy, chúng ta sẽ điều chỉnh đây nhá. Thì tùy thuộc theo từng cái xe chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Và cái vạch giữa đây là căn chỉnh vào giữa đường nhá. Thì chỉ như thế thôi. Sau đó thì các bạn sẽ bấm cho mình cái nút ở bên ngoài đây này. Cái nút này là nút đăng nhá. Thì ở trên cái cam này nó sẽ có 4 cái nút. Ở đây nó hiện cái ký hiệu gì nó sẽ tương ứng với cái nút ở bên dưới. Ví dụ cái nút này sẽ là nút cài đặt này. Đấy, cài đặt này, tiếng to này, on mic này, các thứ này. Đấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây nhá. Còn ở cái nút này là nút để bật tắt ghi âm. Đấy. Chỗ này là phần hình ảnh này thì mình chưa gắn cái thẻ nhớ vào nên chưa có hình ảnh. Cái chỗ này là để tắt màn hình đi nhá. Bấm vào đây, lại mở màn hình. Còn trong trường hợp các bạn muốn reset lại toàn bộ những cái cài đặt của cái cam này thì các bạn bấm giữ cho mình vào cái nút nguồn đây. Đấy, nó sẽ hiện cái nút này, Restore, Restart, Dashcam Now này. Đấy,
ngay bây giờ sẽ bắt đầu reset cái cam phía trước. Để lắp thẻ nhớ cho cam thì các bạn sẽ thấy ở bên trái nó có một cái nút ghi là micro SD nhá. Thì các bạn sẽ mở cái nắp này ra. Đấy. Sau đó các bạn để cái thẻ nhớ như này. Đó. Cái mặt thẻ các bạn sẽ hướng về phía mình. Đó, sau các bạn làm sao cân chỉnh nó chuẩn và các bạn nhấn nó vào. Sau đó thì đè vào. Đấy, và tiếp tục là chúng ta sẽ đóng cái nắp lại. Đấy, như thế này là chúng ta đã lắp thẻ nhớ xong. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, là cái cam này nó chỉ nhận những cái thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 128GB thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cũng như là kết nối cái app với cái camera hành trình nhá. Thì các bạn vào trong cái kho ứng dụng của CS Play hoặc là của App Store, các bạn tìm cho mình cái từ khóa đó là DDPi, thì sẽ thấy một cái icon là cái hình con mèo camera này. Các bạn bấm vào cài đặt cho mình. Như của mình sử dụng điện thoại Android thì mình vào CS Play. Còn các bạn sử dụng cái điện thoại iPhone thì các bạn vào App Store nhé. Thì cái app này nó có trên cả hai kho ứng dụng lớn nhất hiện nay. Đấy, còn mình nó đang cài đặt cái app DDPi này. Đấy, các bạn nhớ tìm đúng cái nhà sản xuất là DDPi Technology nhé. Đấy, thì nó sẽ đúng vào cái app của chúng ta. Rồi, của mình nó đang cài đặt cái app này. Các bạn đợi trong giây lát nhé. Thì khi mà chúng ta kết nối cái app với cái camera hành trình ấy, thì chúng ta sẽ tùy biến được rất nhiều thứ, cài đặt nhiều thứ kể cả. Rồi, bây giờ thì mình bấm mở lên này. Rồi, bây giờ mình bấm vào Agree nhé, để chấp nhận nhé. Bấm vào chấp nhận tiếp này. Trong khi dùng ứng dụng này, bấm cho phép này. Rồi, cái phần bỏ qua đây là cái phần quảng cáo thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần mà thêm thiết bị mới đi nha các bạn nhé. Đấy, thì cái camera của mình là cái máy ghi âm có màn hình. Rồi. Đây, bấm vào tiếp theo này. Bấm vào kết nối wifi này. Xem tìm xem nó tìm cái camera ở gần đây. Bởi vì khi chúng ta nổ máy xe ấy, thì cái camera nó sẽ... Rồi, nó đã tìm ra cái cam, đó là DDPi Z40 4EF4 và cái mật khẩu mặc định là 123456790 nhé. Bấm vào kết nối. Bấm vào kết nối này. Đấy, thì mình cố gắng mình hướng dẫn các bạn từng bước một để khi mà các bạn mua về các bạn có thể tự sử dụng, các bạn không cần phải là nhờ ai cài đặt hộ nhé. Và cái app này nó có một cái điều đặc biệt là chúng ta không cần đăng ký tài khoản mà chúng ta vẫn có thể sử dụng app bình thường. Đối với những cái hãng khác ấy thì họ yêu cầu là chúng ta phải đăng ký tài khoản để chúng ta có thể sử dụng được cái app để kết nối được với camera. Nhưng mà với những người, ví dụ những người lớn tuổi này, hoặc là những người mà không có am hiểu nhiều về công nghệ, hay kể cả như mình đây, những cái tài khoản mà nó không quá quan trọng như cái camera hành trình này thì gần như là không bao giờ mình nhớ mật khẩu cả. Mà mỗi lần thỉnh thoảng mình cứ vào khoảng vài tháng mình vào một lần ấy thì nó lại thoát cái tài khoản này ra và mình lại phải lấy lại mật khẩu để mình đăng nhập lại cái app này thì mình mới có thể là sử dụng và mình tải cái video từ trên camera hành trình về được. Vậy đây là một cái điểm mà mình thấy là cực kỳ hay. Chúng ta không cần phải đăng ký tài khoản, vẫn có thể sử dụng bình thường nhá. Tiếp theo ở đây nó thông báo này, vui lòng sửa đổi mật khẩu kết nối. Rồi, cái này thay đổi sau đi, kệ đó, vì có ai vào cái camera hành trình chúng ta đâu. Rồi, ở trên đây thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta này cách để chúng ta căn chỉnh cái đường này. Thì cái đường ngang là đường chân trời nhá, còn đường dọc là đường trung tâm. Thì chúng ta căn chỉnh làm sao để cho cái camera của chúng ta nó theo đúng như thế, để nó có được cái ảnh nó bao quát nhất. Rồi, mình sẽ tắt nó đi. Đấy. Thì ở trên cái màn hình đây, tắt luôn cái này cho nó gọn gàng này. Thì trên cái màn hình đây gọi là màn hình live view, là chúng ta đang xem cái hình ảnh phía trước thời gian thực, tức là trên cái cam này đang hiển thị như nào, thì trên cái điện thoại của mình cũng hiển thị như vậy nhá. Rồi, mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái nhá. Đầu tiên là một số cái to đây đi, cái nút SR này. Thì các bạn sẽ thấy này, nó có cái hình tốc độ này, hình la bàn này các thứ này, bấm vào nút SR này. Đấy. Nó sẽ hiển thị nhiều thông tin để cho chúng ta có thể là, ví dụ chúng ta tải video xuống thì nó sẽ có báo là tốc độ là bao nhiêu, độ cao là bao nhiêu này, hướng đi là như thế nào. Đấy, các bạn thích thì các bạn bật lên, không thì các bạn tắt đi. Rồi, cái phần dữ liệu đây. Phần dữ liệu đây thì cũng là những cái thông tin đó nhưng nó hiển thị to hơn. Đấy. Ở cái phần ngoài cùng đây là cái phần mà vị trí, để khi mà chúng ta ví dụ chúng ta đi từ đây đến Hà Nội, xong từ Hà Nội chúng ta đi Hải Phòng, xong từ Hải Phòng chúng ta về Nam Định. Đấy, thì nó sẽ vẽ cho chúng ta cái đường là chúng ta đã đi qua. Nhưng mà cái này lưu ý nhá, dành cho những bạn nào mà gọi là hay trốn vợ đi chơi thì mỗi lần về các bạn nhớ là xóa cái dữ liệu đi, không có là vợ kiểm tra được là chết đòn đấy. Đấy. Tiếp theo thì ở phần bên này là cái phần chụp ảnh đây. Đấy. Đấy, thì khi mình bấm vào tức là nó sẽ chụp luôn cái ảnh ở cái đoạn trước. Thì cái ảnh này có thể là chụp ảnh tĩnh hoặc là nó sẽ quay 10 giây, 20 giây, 30 giây. Thì vào phần trong mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái phần mũi tên đây là cái phần để chúng ta tải cái video hoặc hình ảnh xuống. Thì chúng ta tải vào cái hình này. Đấy. Chúng ta kéo này, chúng ta chọn cái đoạn.
chúng ta chọn cái đoạn video chúng ta muốn tải, xong chúng ta bấm vào cái đây, bấm cái nút đỏ đây thì chúng ta thoát ra nhé. Rồi tiếp theo, ở ngoài đây nó cũng có một cái nút tải xuống, thì chúng ta cũng làm như cái nút tải xuống ở trong kia thôi, nhưng mà ở đây thì nó sẽ có cái giao diện nó rõ ràng hơn, to hơn. Đấy, thì nó sẽ có những đoạn này, cần chúng ta chọn đoạn nào chúng ta thích thì chúng ta bấm tải xuống và chúng ta bấm chụp ảnh nó lại. Đấy, chúng ta chụp ảnh cái đoạn đấy lại. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình thoát. Bây giờ các bạn nhìn này, khi mình bấm vào đây thì nó đang tải xuống nhá. Ok. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ bấm vào cái phần cài đặt đây. Thì ở trong này nó sẽ có một số những cái thông tin để cho chúng ta có thể tùy chỉnh nhá. Thứ nhất đó là âm lượng loa này. Các bạn muốn to nhỏ thế nào thì các bạn kéo đây. Khi mà các bạn kéo đây thì trên cái camera hành trình nó cũng phát ra cái tiếng để cho chúng ta nhận diện được là cái mức như thế nó đã phù hợp hay chưa. Rồi, hướng dẫn cài đặt dash cam này. À, âm thanh tiếp theo là phần âm thanh khởi động này. Các bạn mỗi lần các bạn muốn lên xe xem các bạn nổ máy nó có cái âm thanh khởi động hay không, các bạn bật tắt ở đây. Đây, cái hướng dẫn cài đặt dash cam đây là cái đường chân trời đúng không đấy. Rồi, tiếp theo này, ống kính camera xoay từ dưới lên trên. Thì cái này nó có thể là sẽ giúp các bạn, ví dụ các bạn muốn lắp ngược camera hay các bạn lắp xuôi camera thì bật phần này nhá. Rồi, cái phần mã hóa video H265 đây. Thì ở trong cái phần này thường là mặc định nó sẽ là cái video H264. Tuy nhiên cái H265 thì nó sẽ có cái độ nén cao hơn, độ chi tiết hình ảnh cao hơn. Vậy nên nếu các bạn muốn có được cái hình ảnh tốt nhất thì các bạn nên bật cái mã hóa video là H265 nhé. Độ phân giải màn hình này thì nó có hai lựa chọn, chúng ta là 1944 tức là 2.5K và 1080 là Full HD. Đây, phần micro này, phần hình mờ thời gian nhé. Ví dụ hình mờ thời gian tức là khi mấy camera nó ghi đâu thì nó sẽ có một cái đồng hồ chạy bên dưới, ví dụ vào 8 giờ thì nó sẽ ghi 8 giờ đấy. Hiển thị tốc độ này chúng ta cũng cài đặt ở đây này. Rồi cái phần thời lượng liên quan đến chụp ảnh đây nhá. Thì như lúc nãy mình có chụp ảnh ấy, thì các bạn chụp ảnh tĩnh thì các bạn bấm vào phần đóng đây. Thì còn nếu mà các bạn chọn sang cái 10 giây 20 giây các thứ này thì nó là, ví dụ các bạn bấm vào chụp ảnh cái thì nó sẽ ghi lại 10 giây 20 giây. Rồi. Rồi tiếp theo này, độ nhạy của máy ảnh này. Thì chúng ta sẽ để cái độ nhạy của máy ảnh như thế nào thì tùy thuộc, mình cứ để ở giữa đi. Rồi. Tiếp theo đến phần mà giám sát ở bãi đỗ xe nhá, thì cái này chúng ta cần phải mua thêm một cái bộ kit mấy trăm nghìn nữa, thì nó sẽ có tác dụng là khi mà cái xe chúng ta tắt máy đỗ xe, cái camera hành trình nó vẫn giám sát một cách bình thường. Đây, ở đây nó có thể chọn cái thời gian giám sát này, 24 giờ hay là không tắt này, không tắt tức là mãi mãi đấy. Đấy, còn cái chế độ gọi là quay video khi mà dừng xe thì là video tua nhanh thời gian hay còn gọi là video time lapse đấy, nó cứ mấy chục giây nó chụp một cái ảnh, mấy chục giây chụp mấy cái ảnh. Đấy. Hay là ghi bình thường thì như mọi bình thường thôi. Còn chế độ ngủ tức là nó sẽ không ghi, trừ khi mà có những người nào ví dụ đập vào cái xe này hay va chạm vào cái xe này, thì lúc đó cái camera nó mới thức dậy và nó ghi. Rồi. Đây, còn phần dưới đây thì là tên wifi các thứ rồi. Đấy. Thì cơ bản cái app này sử dụng nó không có quá cái gì phức tạp đâu. Và mình vẫn xin nhắc lại một cái này, cái app này nó không bắt chúng ta phải đăng ký tài khoản. Đây là cái điểm mình cực thích so với tất cả những cái hãng camera hành trình mà mình đã từng dùng ấy, thì đây là cái điểm mà mình thấy là DJI cải tiến hơn rất nhiều so với hãng khác. Cái nữa mà mình chưa chia sẻ với các bạn đó là khi mà chúng ta đang ở cái giao diện là camera phía trước mà chúng ta muốn xem cái hình ảnh ở camera phía sau, thì các bạn sẽ bấm vào cái nút mà đảo camera ở góc trên này. Đấy, bấm vào đây là nó sẽ đảo về camera phía sau, và camera phía sau nó cũng có cái hình gọi là để chúng ta căn chỉnh cái đường chân trời, thì mình cứ tắt đi. Đấy, thì hiện tại là trên cái kính lái của mình là sau nó khá là bẩn nên là nhìn hình nó mờ mờ. Tí nữa mình sẽ lau và mình sẽ để cho các bạn xem là cái hình ảnh của camera phía sau nó như thế nào nhá. Còn để lấy cái hình ảnh từ camera thì chúng ta sẽ có hai cách. Nếu như các bạn muốn lấy ví dụ như là toàn bộ cái video từ camera thì mình khuyên các bạn là nên các bạn nên tháo cái thẻ nhớ trên camera xuống, sau đó các bạn cắm vào điện thoại hay là các bạn cắm vào máy tính, các bạn copy dữ liệu thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn lấy 1-2 đoạn hay là các bạn muốn lấy 2-3 phút gì đấy thì các bạn sử dụng app nó sẽ tiện hơn. Thì như mình đã chia sẻ ở cái đoạn nãy rồi là chúng ta cứ bấm vào cái nút tải xuống này, sau đó chúng ta chọn cái khung thời gian. Đấy. Chúng ta chọn cái thời gian chúng ta muốn tải xuống. Đấy, như thế này. Sau đó chúng ta bấm vào tải xuống là nó sẽ tải xuống. Đấy. Và khi mà chúng ta bấm tải xuống thì trên camera nó cũng có hiện cái thông báo sử dụng tải bằng tiếng Anh. Đấy. Thì đấy là hai cái cách để chúng ta có thể lấy được cái dữ liệu từ camera hành trình nhá.